Ây ôi. Ây ôi. Mẹ bố Phi. Cô có thành con. À, bắt đầu truyền cảm hứng quay cho YouTuber trường. Ừ, con này cũng được đấy. Xin chào 500 anh em. 500 anh em giờ nhìn thấy một cá của tôi. Bốn tuần nay mới được thả được rõ. Wow. Rô Phi cụ của nhà các bạn. Đấy, đánh sạc. Đấy, bự luôn. Rồi chưa? Để quả đẹp đấy. Chết chưa? Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay anh em nhìn em chế được quả phao xịn sò chưa? Phao đơn chế vào phao lục. Đấy. Này phải thỉnh thoảng đổi kiểu đi. Quay cho anh em xem cho thích mắt. Thì câu mỗi một loại phao nhìn trông nó nhảm chán quá. Cái nào bộ môn câu lục này thì thay đổi liên tục được. Thì dạo này thế các bác hỏi sao em ra ít video ấy, để lý do là dạo này cá câu toàn được những loại cá nhỏ đấy anh em ạ. Dù phi còn đâu nó nắm thế, cô hôm thì câu 5-7 cân ấy, toàn những loại như này như này. May được một, có hôm may được một con như này mới một loạt nhỏ nhỏ ấy. Thì nói chung là em cũng không làm video bởi vì cá nó đều quá mà. Quay bây giờ mình câu lục ấy thì cá nhỏ giật nó quay nên nó không đẹp, nó không phê. Đấy này em câu lục còn được cá nhá bác nhá, còn được 5-7 cân. Câu đơn thì chắc nó ngồi cứ đợi nó tỉa cho nó hết mồi thôi. Đấy cái lý do là tại sao không lên được video. Mẹ dạo này sao không hiểu sao là cá dọn bể đâu lắm thế, em giật câu hôm thì toàn ấy. Nhớ bác này, có hôm thì toàn ấy, còn như này 5-6 con một kinh dã man luôn, mà giật cứ như kiểu là nừ nừ như ở cá chép ấy. Rất là xuống tay nhưng mà nên lại dọn bể nó mới đau lòng. Đấy. Bây giờ em thấy là làm YouTuber về ngành câu cá là rất khó khăn anh em ạ. Để ra cái video hay cho anh em rất là khó nha. Các bác xem video hãy like cho em cái nhá. Đấy, cái động lực, cái tinh thần để dù là câu không được cá thì vẫn có cái tinh thần đi câu cá cho anh em xem. Đấy. Này thì em đánh mồi ủ chua không? Em nhìn này, mồi em tơi này. Đây là tại sao các bác bảo mồi của em vàng thế. Đấy, ủ nó đúng chuẩn thì đúng, nó ra mùi như thế, cái màu như thế này. Vàng tươi mà rất là chua thơm. Thì tạo này gần đây em thấy có nhiều anh em ấy có bảo là anh làm một cái video tổng hợp thì bài mồi đi, bài mồi ủ chua đấy. Thực ra là em làm bài mồi này rất chi tiết, là làm rất nhiều video rồi. Nhưng mà kiểu như là nó dài ấy, nhiều bác xem cứ bỏ giữa chừng ấy. Giờ này em đang có ý định là muốn làm một video tổng hợp ấy, ngắn nhất có thể. Em đang tính rơi khoảng 6 phút để đưa cái từ cái quy trình lấu mồi đến cái lúc mình ủ xong thành công trong khoảng 6 phút ngắn gọn nhất cho anh em xem để học hỏi làm theo và rút ra cái kinh nghiệm mà nhiều lần mình ủ không thành công mà mùi nó không chuẩn, mẹ màu nó không chuẩn như thế này đấy. Thì các bác thấy ý kiến của em có được không? Nếu mà anh em thấy ok thì like cho em một cái nhá. Đúng video này em nên mà đủ 1.000 like ấy, thì em sẽ làm một video ngắn gọn nhất về cái bài mồi này. Rồi giờ chúng ta bắt đầu thảo và đánh lục nhá. Mong lần này nên được cá to anh em xem. Dạo này câu cá bé nhìn chán quá rồi.
chạy đâu con chó. Úi giời, ôi giời. À, được con rô phi, được con rô phi. Chạy đâu con chó. Úi giời, con này nhỏ quá nhỉ. Đây, được chú rô phi. Nhỏ quá anh em ạ, đây con đầu tiên khai mào của em này. Thôi, nhỏ về thả nhé. Thả sống, nào to bắt. Dạo này đi câu thì đã phần gặp những cái loại giống nhỏ nhỏ thế. Không biết nó sinh sản lắm thế không biết. Con này nó còn khớ khớ đấy anh em ạ. Hôm nọ câu nó mệt, nó toàn con hai đầu ngón tay. Nhỏ quá thả. Ủa ơi, cái tăm kìa. Nún sâu đấy. Chết trơn chó. Úi giời. Úi một đôi. Chết trơn chó. Úi giời. Úi một đôi. Đóng hai con phát. Ôi. Cần mềm không nhấc lên phải kéo này quá. Hai con phát nó bay mất dưới một em rồi. Hai con này cũng tầm tạm. Do là cái cần này nó mềm quá. Kể nay em mà đánh con 8H thì ngon. Lần sau chắc là đi lục em chơi 8H không chơi 6H nữa. Con này nó mềm thành ra là nó không lên được ngay. Tỏ mất rồi. Cứ ngồi nó chăm gió rồi. Bây giờ phải cho cái giỏ xuống nước trước. Cứ ngồi mải nó chăm gió nó bung là mất. Ngọn này mềm ý, không quả đấy ngọn cứng là em cẩu luôn hai con bờ là bắt được cả đôi luôn đấy. Ngọn này nó mềm quá không lên được. Chả nhẽ phải đánh cần máy. Thôi buộc cần tay cho sướng lại. Hơi tiếc nhưng mà không sao. Cứ vui là được rồi, câu được, cái cảm giác cá lên là vui là ok rồi bác ạ. Sướng như cái này đã. Chết chưa? Ui ôi, lóng hàng, ăn nghe. Ui ôi, con chấm anh em. Mày chết mấy ông. Chết chưa? Ui ôi, lóng hàng, ăn nghe. Ui ôi, con chấm anh em. Mày chết mấy ông.
chết mẹ ông. Rồi, bao ngày tháng rồi con chấm rồi, nó hơi nhỏ anh em ạ. Chấm nhỏ chấm con. Đi ăn. Bao ngày tháng mới giật được mà em chấm. Này bọn này cho mới đẻ. Sống này khả năng thả các bác nhá. Thả nó sống nhá. Em phê tay luôn. Anh em thấy mồi ủ chưa? Đánh rất là ok luôn, đánh rất nhiều loại cá. Hôm nay thì ít rô phi thật, hôm nay em thấy ít rô phi. Em ngâm lại được em chấm cỏ, thế sướng. Thế là ngọt nước rồi. Mày chết chưa? Hàng đẹp, hàng đẹp. Mày chết chưa? Hàng đẹp, hàng đẹp. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp các bạn ơi. Kinh của này nó ăn đã man thật, ăn bụng nó phình. Anh em nhìn chưa? Bụng ăn mồi của em nó kinh khủng luôn. Cho nó vào chuồng ngay lập tức, không để nó chạy thoát được. Vào đi, đợi đi. Tránh trường hợp chạy mất. Anh em nhìn thấy cái gai của nó đánh vào phát thôi, chảy máu tay. Nó nhìn đó. Vứt nó vào giọ rồi nó còn bật cho khác. Ôi trời ơi, rô phi bự quá anh em ơi. Ôi trời ơi, rô phi bự quá anh em ơi. Ôi. Mãi đến tầm này mới được con rô phi bự này các bác này. To quá. Kinh. Đấy.
đè quả đẹp đẹp luôn đấy các bác ạ, đè phát tụt phát mất buồn sợ thật. Sướng nhờ, con này về phải rán, con này phải rán thôi. Đẹp, đẹp lơ. Rõ rõ. Thế nào nắng ấm ấm rồi đấy. À, dậy dậy dậy. Mình thấy cái chân máy của em đang bị đổ. Máy quay nãy giờ máy nó hơi nóng thành ra nó giật giật anh em này. Đây nhưng mà ngon. Tươi quá. Mà ăn được. Chết chưa? Hàng khủng. Dù phi xịn sò đấy anh em nha. Chân máy nó cứ đỏ. Nằm yên. Rồi, này được mấy chú về dán mới được em chấm cho nhỏ. Dậy ác quá. Rồi, khả năng bắt mấy con rô phi về dán anh em mới còn chấm này thả đi, thả lớn nào cầu. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo nhé. Về đây, dạo này cá mú nó cũng khó khăn. Anh em hãy like cho phát nha. Bye bye, hẹn gặp lại.